Xin chào bà con. Hôm nay thì kênh Nông Dân Làm Giàu sẽ làm một video để cho mọi người hình dung về những cái loại máy ấp trứng. Thì đây là một cái máy ấp trứng mà loại nhỏ mọi người nhé. Cái này là khoảng 50 đến 60 trứng thôi. Thì tại vì nhiều người nhắn tin hỏi mình là nếu mà xài cái loại nhỏ và phục vụ ấp trứng trong gia đình mà số lượng ít, nuôi chim bồ câu thì khoảng 100 cặp ấy, thì là xài máy nào ok. Thì nếu như mọi người xài máy ấp trứng khoảng 400-500 trứng ấy, thì nó sẽ không sử dụng hết cái công năng của cái máy ấp trứng đó và đôi khi nó cũng tốn điện. Thì mình mới mua luôn một cái máy ấp trứng loại nhỏ này. Cái này là mình mới mua được khoảng gần một tuần thôi. Mình đang test thử xem nó chạy như thế nào, ấp trứng ra sao. Rồi sau đó thì mình sẽ có một cái review cụ thể để mọi người thấy. Những cái chỗ này này là mình dán lại để, tại vì sợ mọi người bảo mình đi PR máy ấp trứng. Thì không phải, tại vì ở trại bồ câu của mình thì chỉ là cung cấp giống chim bồ câu thôi. Còn những cái máy móc này thì mình không sản xuất được, nên là mình dán những cái logo của họ lại để mình review một cách nó công tâm hơn. Đây, máy ấp trứng đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người xem qua một vòng cái máy ấp trứng này nhé. Đây là máy ấp trứng loại nhỏ thôi, nhưng mà nó đầy đủ công năng như một chiếc máy ấp trứng lớn luôn. Thứ nhất là tất cả mọi chế độ trong cái máy này đều tự động hết. Chứ thứ nhất, nước thì mình để cái bình này là bình 5 lít này, thì mình sẽ cắm dây vào đây, tại vì nó là tự động hết nên nó sẽ hút nước vào đây nha mọi người. Hút nước vào đây. Đây là cái đảo trứng tự động. Có một số những cái dòng khác thì họ không có bơm nước tự động mà mình phải châm nước thủ công á, thì nó khá là rắc rối. Và cái giá thành của máy này thì nó cũng ok. Thì mình sẽ chú trọng là mình sẽ mua luôn để mình khỏi phải châm nước, tốn công lắm. Mình là xài cái bình 5 lít này, hoặc là anh em nào mà sợ mình phải châm nước thường xuyên thì mình xài cái bình to hơn. Thì nước sẽ đi vào đây. Đây, mình mở cái nắp này lên cho mọi người xem luôn. Nắp này mình mở được nhé. Khi mở thì nhiệt độ nó bị giảm đó. Đây, bên trong cái máy ấp trứng này. Đây là quạt tản nhiệt. Đây là cái phao nước. Và kia là cục tạo ẩm. Đây là những cái hệ thống đèn. Thì máy ấp trứng thì mọi người lưu ý một cái, có nghĩa là cái nhiệt độ của nó là 37 độ 5 nhé. Tại vì mình vừa mở cái nắp lên nó bị thoát nhiệt ra, bây giờ nhiệt độ đang tăng lên lại. Còn độ ẩm của nó thì tầm khoảng 58 đến khoảng 60% độ ẩm. Nếu mà độ ẩm vượt quá thì không tốt. Nên mọi người phải lưu ý, nếu như mà mọi người mua cái máy ấp trứng về mà những cái nhiệt độ và độ ẩm đó, nó không đúng thì mọi người phải liên hệ với nhà sản xuất để có thể xét lại. Ở cái máy ấp trứng này thì nó có một cái đèn UV này. Cái này là đảo trứng này, mình có thể bấm cho mọi người xem luôn. Thôi, lát nữa đẩy đủ độ ẩm lên, nhiệt độ rồi mình hãng ấy. Còn đây là đèn. Có đèn luôn nha. Tại vì mình đang ấp thử nghiệm nên mình bỏ một quả trứng gà và hai quả trứng bồ câu để xem nó nở, nó ấp ok không. Rồi mình mới bắt đầu thực hiện ấp đại trà. Đây là cái đèn để soi trứng. Cái đèn để soi trứng. Tại vì ở đây có một cái mạch ở dưới, mình sợ nước vào nên mình dán một cái lớp keo trong lên trên. Rồi, tắt đi. Đây là những cái chế độ set bằng tay ấy mọi người. Còn bây giờ mình cho chế độ
đảo trứng này. Đây là mình bấm thủ công cho mọi người xem thôi, tại vì một tiếng nó sẽ đảo tự động một lần. Này, cho mọi người xem nó đảo trứng như thế nào. Cái này nó sẽ xoay này. Đây. Hoàn toàn tự động hết nhá. Chế độ đảo trứng này thì một tiếng nó sẽ đảo một lần. Đây là quả trứng gà này, gần quả trứng gà còn hai quả bên trong, gần hai quả trứng bồ câu. Hồi sáng mình soi thì trứng bồ câu lúc mình mang vào á là từ lúc ấp đến nay thì cũng được khoảng là hơn 5 ngày rồi. Khi quả trứng mình mang vào thì nó chưa có tia máu, cũng như chưa, mình chưa thấy có cổ á, nhưng mà hôm qua mình soi thì bắt đầu mình thấy có tia máu và có cổ rồi, thì nói chung là cũng khá là ok rồi đấy. Nhưng mà mình cũng phải đợi là xem nó nở ra con ok không, thì mình sẽ làm một cái review sau. Đó, mình sẽ ấp đại trà, ấp kín cái máy này luôn á. Chế độ đảo thì nó đảo trong 1 phút nha. Đấy, còn 1 giây này nó sẽ tắt. Đấy, nó sẽ tắt đi nha, nó không đảo nữa. Đấy, đây là chế độ đảo trứng tự động. Có nhiều những cái máy nó đảo chế độ nghiêng 45 độ, còn cái này là nó có loại máy nhỏ nên nó sẽ đảo theo chiều này và quả trứng nó sẽ lăn. Còn những cái loại này nó úp ngựa nghiêng 45 độ này thì nó sẽ nghiêng thế này. Những cái loại này thì size nhỏ, nói chung đảo trứng thì như thế nào cũng ok hết mọi người, miễn là nó đảo là được. Còn nó không đảo là trứng sẽ bị chai và hư nhá. Và khi mà mọi người sử dụng máy ấp trứng á, máy ấp trứng lớn thì mình đã review rất là nhiều rồi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mình review một chiếc máy ấp trứng mà loại nhỏ thế này. Giá thành của nó cũng vài triệu, cũng thuộc dạng cao cấp đấy mọi người, chứ không phải là loại rổm đâu. Nếu mà loại rổm thì những chế độ của nó rất là hạn chế và mình phải sử dụng thủ công rất là nhiều. Còn cái máy này là hoàn toàn tự động. Và khi sử dụng máy ấp trứng thì mọi người cái quan trọng nhất là nhiệt độ và độ ẩm của nó. Còn lúc mà mình mua cái máy ấp trứng này về ấy, thì mình cũng hơi băn khoăn một tí. Tại vì cái lồng của nó là lồng nhựa. Cái này bằng nhựa mọi người nhá. Lồng nhựa. Thì lúc đầu mình khá băn khoăn là không biết là nó giữ nhiệt có tốt không. Tại vì cái máy ấp trứng lớn mình đang xài ấy, là cái vỏ ở ngoài của nó là vỏ nhôm nha mọi người. Và nó có dán những cái lớp mà cách nhiệt nữa. Còn cái này là bằng nhựa, mình cũng khá là băn khoăn. Nhưng mà khi mình ấp đến ngày hôm nay là mình ngày thứ 5 rồi, thì mình cảm thấy là nó có cổ. Trứng bắt đầu có tia máu, xuất hiện tia máu là mình cảm thấy cũng ok rồi đấy. Nhưng mà nó chỉ cần nó nở nữa thôi thì nó sẽ đạt chất lượng. Còn đương nhiên thì nhà sản xuất họ quảng cáo thì quảng cáo rất là tốt. Nhưng mà mình là người sử dụng thì mình phải review. Làm clip làm sao cho nó khách quan nhất, để khi mọi người mua máy ấp trứng thì mình cũng sẽ có cái tư vấn tốt nhất để cho mọi người mua làm sao sử dụng nó tốt. Thì trên thị trường hiện nay thì máy ấp trứng nhiều lắm, rất nhiều loại các loại máy ấp trứng khác nhau, giá thành khác nhau và công năng của nó cũng khác nhau luôn. Nhưng mà mình cũng sử dụng qua nhiều các loại máy ấp trứng thì mình thấy là cũng có nhiều người ấp bằng cho ấp kiểu nó tự chế bằng thùng xốp này các thứ, nó rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái bằng cái vỏ nhựa nó cũng ok thôi, tại mình khi mình sờ vào đây thì cái nhiệt độ của nó ok nhá, ấm nhá, chứ không phải là lạnh. Khi mà nó tụt nhiệt ở đây này thì cái cảm ứng nhiệt đây này, đây trong này này, nó sẽ đo nhiệt độ. Nếu mà thiếu thì nó sẽ tăng nhiệt độ lên. Như hồi nãy mình mở cái lồng ấp trứng ra thì nó nhiệt thoát ra và cái này nó có nhảy xuống, thì chứng tỏ là nó hoạt động ok đấy. Còn bây giờ mình chỉ đợi tầm khoảng hơn chục ngày nữa, mười mấy ngày nữa thì quả trà trứng bồ câu nó sẽ nở. Trứng gà thì đương nhiên sẽ lâu hơn rồi. Nhìn mẫu mã của cái máy ấp trứng này cũng khá là đẹp đấy, nên là mình sử dụng trong gia đình nhé, thì mình nghĩ rằng
sẽ rất là tiện. Và cái cỡ nhỏ như thế này thì nó phục vụ cho những hộ gia đình mà nuôi số lượng vừa phải, đỡ tốn điện. Nếu mà mình sử dụng mua loại to thì mình xài không hết công năng của nó thì hơi tốn điện đấy. Đây, trước mắt thì mình làm một cái review về cái loại máy ấp trứng này. Và trải qua khoảng 5 ngày ấp thì trứng bắt đầu có cồ là một tín hiệu rất là tốt. Nếu mà nó không có cồ là phải xem xét lại cái máy ấp trứng của mình. Rồi, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Khi mà trứng chim bồ câu bắt đầu nở thì mình sẽ làm một video cụ thể về cái máy ấp trứng này luôn để cho mọi người theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả bà con.